Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lãnh đạo chống tham nhũng trục lợi trong việc bảo vệ cho quan tham nhũng như thế nào. Số tiền mà bị can Trương Mỹ Lan chiếm đoạt từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, viết tắt là SCB, lên đến 304.000 tỷ đồng, nhiều hơn tổng tài sản của cả 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại. Theo đánh giá, nếu có thu hồi toàn bộ tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì cũng khó có thể bù đắp được số tiền khổng lồ đó. Chắc chắn bị can Trương Mỹ Lan sẽ không thể chiếm đoạt được số tiền đó nếu không có sự hỗ trợ của các quan chức, công chức của nhà nước và chắc chắn phải có sự bảo kê của lãnh đạo cấp cao nhất. Miễn trách nhiệm hình sự người không vụ lợi khi nhận tiền của SCB vừa được tuyên bố. Dư luận mạng xã hội vừa thấy rằng chưa bao giờ làm quan sướng như thế này, chỉ cần không hứa hẹn và chỉ nói tớ cảm ơn khi nhận quà biếu lên đến 200.000 đô la thì không có tội như tấm gương của cựu chủ tịch Hà Nội ông Chu Ngọc Anh trong đại án Việt Á. Dư luận xã hội đã phẫn nộ và bất bình về sự bao che mang tính chạy tội của lãnh đạo Việt Nam cho những kẻ tham nhũng này. Người ta nghĩ rằng cơ quan chống tham nhũng cần phải xem xét lại. Vậy mà trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan một lần nữa dư luận lại bất ngờ với chủ trương như sau. Người nhận tiền trong vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB nhưng không có thỏa thuận hoặc không đòi hỏi sẽ không bị xử lý hình sự mà kỷ luật đảng xử lý hành chính. Đây là tin thật chứ không phải là tin giả của thế lực thù địch, là thông tin chính thức của truyền thông nhà nước Việt Nam. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 22 tháng 11 có bản tin với tiêu đề miễn trách nhiệm hình sự người không vụ lợi khi nhận tiền của SCB. Bản tin cho hay, chiều ngày 22 tháng 11, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết số tiền nhận hối lộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát là lớn nhất từ trước tới nay. Bản tin này cũng lấy trường hợp của bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bị cáo buộc đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu đô la để mà bao che cho sai phạm của ngân hàng SCB. Theo ông Nguyễn Văn Yên cho biết, các cơ quan tố tụng đã nghiên cứu, phân tích mức độ, tính chất sai phạm để đánh giá từng trường hợp. Theo đó, người nhận số tiền lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng phải bị truy tố, xét xử. Người nhận ít không có động cơ, nhận tiền vào dịp lễ Tết như bồi dưỡng, quà, không cam kết làm gì, để có lợi cho bên đưa tiền sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng về nguyên nhân, hoàn cảnh. Các trường hợp này sẽ không bị xử lý về mặt hình sự, nhưng xử lý nghiêm về kỷ luật của đảng và hành chính. Chiếc đồng hồ rất đắt tiền, Patek Philippe đeo trên tay ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, đăng trên tờ báo Việt Nam Express trước khi bị cất mất phần dưới. Đồng thời, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho rằng chủ trương xử lý như vậy là thấu tình, đạt lý. Tại vụ án Việt Á, cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực cũng có chủ trương tha, miễn xử lý với người có vai trò thứ yếu, phụ thuộc, phải thực hiện theo mệnh lệnh, không có động cơ vụ lợi trong hoàn cảnh dịch bệnh. Công luận thấy rằng chủ trương xử lý thấu tình đạt lý của Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên thực ra là một giải pháp giải cứu cho các quan chức tham nhũng sẽ được thoát hoặc giảm nhẹ tội khi đưa ra xét xử. Đây là một đề nghị hết sức bất hợp lý. Chủ trương này sẽ tạo ra những căn cứ pháp lý để che chắn cho cán bộ tham nhũng. Điều đó hoàn toàn đi ngược với chủ trương chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có vùng tránh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn hàng ngày rêu rào. Nhưng đây cũng là chủ trương của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ, mà không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách chức hết tất cả mới là tốt. Thậm chí vấn đề đó được Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ra nghị quyết hóa theo yêu cầu của ông Tổng Bí thư. Điều này đã thể hiện rõ ràng tại thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị về việc cho phép lãnh đạo từ Ủy viên Trung ương trở lên nếu tham nhũng nhưng đã khắc phục hậu quả và chủ động xin thôi chức sẽ được miễn truy tố hình sự. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam cũng liên quan đến Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên. Trong bản tin, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương không có chuyện bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn rồi giấu.
đăng trên báo Thanh Niên vào ngày 10 tháng 5. Có một tấm hình minh họa chụp ông Yên. Tấm hình này cho thấy trên tay trái của Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe có giá trị lên tới 250.000 USD. Khi dư luận trên mạng xã hội bàn tán quá nhiều, tấm hình đó đã được chỉnh sửa bằng cách cắt mất phần tay đeo đồng hồ. Rõ ràng một lãnh đạo của Ban Nội chính Trung ương lại đeo một chiếc đồng hồ trị giá tới 250.000 đô la bằng 32 năm lương, càng minh chứng cho thấy chủ trương người nhận hối lộ ít, không có động cơ hay nhận tiền vào dịp lễ Tết như bồi dưỡng, quà và không cam kết làm gì để có lợi cho bên đưa tiền sẽ không bị xử lý về mặt hình sự, nhưng xử lý nghiêm về mặt đảng và hành chính là điều vi phạm trắng trợn vào luật pháp của nhà nước. Thậm chí còn là một chính sách bảo vệ cho quan chức tham nhũng cũng như khuyến khích cho họ tham nhũng thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo .de với bản tin lãnh đạo chống tham nhũng trục lợi trong việc bảo vệ cho quan tham nhũng như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin khả năng bất ổn cao, Tô Lâm vội bắt tay với Trung Quốc, chuẩn bị chấn áp biểu tình và bạo loạn. Từ trước tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ luôn khẳng định lấy dân làm gốc. Đây được coi là mục tiêu, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 2, tại hội thảo phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc vì dân, vì nước, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã khẳng định như sau: dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm mọi quyết sách. Lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất về chất lượng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ông Võ Văn Thưởng còn nhấn mạnh, ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng không còn lợi ích nào khác. Nói nhung thường có thể hiểu là lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công luận thấy rằng những tuyên bố của ông Võ Văn Thưởng chỉ mang tính chất mị dân và trái ngược với thực tế. Vì lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đại đa số nhân dân Việt Nam là thế lực thù địch. Bộ Công an Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Bộ Đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc. Tờ báo Nhân dân vào ngày 22 tháng 11 trong bản tin thúc đẩy hợp tác với Bộ Đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc cho biết, chiều ngày 21 tháng 11 tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Tham mưu trưởng Bộ Đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc Chu Kiến Quốc. Theo đó, để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Đội Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu, hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện dành cho cán bộ lực lượng chống khủng bố, chống biểu tình, bạo loạn, bảo vệ mục tiêu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, cùng diễn tập chung phối hợp để giải quyết những vấn đề chung. Đáp lại Tham mưu trưởng Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc, ông Chu Kiến Quốc khẳng định rằng việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam là điều quan trọng và sẽ phát triển hơn nữa. Theo giới quan sát, đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 2 tháng gần đây, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã gặp các quan chức hàng đầu của Trung Quốc để bàn chuyện an ninh quốc gia, trong đó có nội dung bảo vệ chế độ, trấn áp biểu tình. Trước đó, trung tuần tháng 9 năm 2023, trong chuyến thăm Bắc Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã được các lãnh đạo Trung Quốc như Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc Trần Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đón tiếp và thảo luận. Điều lo ngại của ông Tô Lâm về vấn đề biểu tình, bạo loạn đã cho thấy ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cảm nhận được sự bất ổn đang hiện hữu trong tư tưởng của người dân cả nước. Khi lên mạng xã hội, người dân đã công khai biểu lộ sự bất bình về tình trạng tham nhũng tới mức mất kiểm soát, và vụ án Vạn Thịnh Phát là một vụ án điển hình như thế. Ông Đại tướng Tô Lâm đầy tai tiếng, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tiếp Tham mưu trưởng Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc Chu Kiến Quốc. Nguy hiểm hơn, không chỉ có lòng dân bất an mà nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có những sự chia rẽ sâu sắc. Giới chuyên gia cho rằng sự căng thẳng giữa các đại biểu Quốc hội và các giới chức chính phủ là điều có thật, đang hiện hữu và thể hiện rõ trên nghị trường Quốc hội trong thời gian gần đây. Điều này được đánh giá là những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Đây là mối lo lớn nhất hiện nay của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đang có nguy cơ vượt tầm kiểm soát toàn diện của Đảng từ Quốc hội hoặc chính phủ mà mức cao nhất, có thể dẫn đến xu hướng nổi dậy lấn át hay bỏ qua sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Đó là trong những lý do lãnh đạo Đảng đã quyết định bắt giữ khẩn cấp cựu đại biểu Quốc hội, phó ban dân nguyện Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng. Đây là biện pháp giết gà để dọa khỉ, đồng thời cũng là một thông điệp của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cảnh báo các đại biểu Quốc hội cũng như quan chức chính phủ, hãy coi chừng, chớ cứ vượt qua lằn ranh đỏ. Quốc hội Việt Nam trong một phiên họp tại nghị trường. Giới phân tích cho thấy rằng, việc Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện cán bộ dành cho lực lượng chống biểu tình là sự vi phạm Hiến pháp Việt Nam một cách nghiêm trọng. Theo Điều 25 Hiến pháp vào năm 2013 đã hiến định rõ ràng, công dân có quyền tự do hội họp, lập hội, biểu tình. Điều này cũng là một thể hiện trong Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam vào năm 1946. Song cho đến nay, sau 77 năm, Bộ Công an của Bộ trưởng Tô Lâm vẫn cố tình trì hoãn, không để cho Quốc hội ra luật biểu tình. Có lẽ sẽ không bao giờ thông qua được luật biểu tình dưới chế độ Cộng sản, mặc dù Hiến pháp đã coi đó là một quyền hiến định của mọi công dân. Đó là lý do vì sao nhiều cán bộ lãnh đạo cách mạng đã gọi cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc cách mạng bị Đảng Cộng sản Việt Nam phản bội. Cho đến hôm nay, người dân Việt Nam vẫn bị tước đoạt không phải chỉ quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội và biểu tình, mà cả quyền sống, quyền làm người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Khả năng bất ổn cao, Tô Lâm vội bắt tay Trung Quốc, chuẩn bị chấn áp biểu tình và bạo loạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.